Xin chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh Cư Cây Đồng Tháp nha. Hôm nay mấy anh em mình có mặt tại Hòa Long nha. Mấy anh em mình cưa cây mấy cái chạm vàng này nè. Đây có rất nhiều ông bằng. Anh viên mình xịt cho nó đi nha mọi người. Anh viên mình xuất phát nha. Chiến mày nhớ giùm anh là 45 cây 48 nha Chiến. Mày nhớ giùm tao ơi, bắn chúng ta. Cắt lên Duyên ơi. Rồi cắt đi. Anh mày cắt nguyên cái đọt luôn nha. Ah!
gì mình đang di chuyển xuống nha. Lúc này vào mùa mưa nghe mấy anh em mình quay màn ảnh nó hơi mờ nghe mấy mọi người thông cảm nha mọi người. Hết xăng hả? Má nghĩ hết xăng nè, đánh viên lần đốt nè. Oh.
dây kéo. Tàn luôn rồi. Vỗ tay, vỗ tay.